Đức Phước Sen. Kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào Sít Hồng Mai, Sít Mita, Sít Thiên Lạc, Sít Kim, Sít Thầm Man, đạo hữu Bùn Nha Xuất Thí, đạo hữu Lê Tuấn. Quý vị nghe âm thanh rõ, xà thủ, xà thủ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 149. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Phước thù mới hề xì, ả răng thất hà các tổ lô, phước tâm bồ sắp phá gá rù huy trẻ thác bồ lô, ca xa xa thài, cha ná đầm mất phù, quý đồ hoành đà, má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần, Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não cho chăng, tôi thần giác chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân luôn thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giác ta sẽ sát thú nộ lô cà nó mình thá sa quy nà ca rù phù sắp bình nhu bút thóc bất đi phù tí sanh nhá tù hoành đà má hành tầng nã ra phù. Cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như là khơi sáng vẹt mạng vô minh phá tan làm đạt chúng sinh đầy nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân phù quý số thù thú vát tá sá sa quát vô sít tha thú ca mô quát rá thầm mát sít tha vô niên đà bát sân sa đi á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng đá ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thinh văn bậc đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Còn xin đại lễ tăng hì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà ná tê gia tê chê nát sĩ tha mê hê tu quá thá năng thá xa vĩ a nú khoa quê nát sá hát xa dê nát sĩ chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tăng dương ơn đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 149. Ya ni ma ni abat tha ni, ya ni ma ni abat tha ni, ya ni ma ni abat tha ni. Câu số 2. A la pu ne wa sa ra de, a la pu ne wa sa ra de. A la pu ne wa sa ra de. Bây giờ ni ma ni abat tha ni a la pu ne wa sa ra de. Ya ni ma ni abat tha ni a la pu ne wa sa ra de. Ya ni ma ni abat tha ni a la pu ne wa sa ra de. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Ca bồ tát ca ni a thi ni, ca bồ tát ca ni a thi ni, ca bồ tát ca ni a thi ni. Và câu cuối cùng. Ta nít đít xoa nát ca ra tí, ta nít đít xoa nát ca ra tí, ta nít đít xoa nát ca ra tí. Bây giờ ông đã câu 3 câu 4. Ca bồ tát ca nít át thì nít ta nít đít xoa nát ca ra tí.
ta bồ tát ta ni a thi ni ta ni bi so na ca ra ti ta bồ tát ta ni a thi ni ta ni bi so na ca ra ti. Rồi bây giờ đưa bài lên để cho huynh hạnh pháp thấy ha. Hôm nay huynh hạnh pháp vô sớm quan hệ ha. Rồi bây giờ ôn lại. Ya ni ma ni apat ha ni a la pu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a thi ni ka ni di swa na ka ra ti ya ni ma ni apat ha ni a la pu ne wa sa ra de ca bồ tát ca ni ắt thì ni ta ni di xoa na ca ra ti. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai, ya ni ma ni a bát tha ni a la pu ne wa sa ra de ca bồ tát ca ni ắt thì ni ta di xoa na ca ra ti. Ya ni ma ni a bát tha ni a la pu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Rồi bây giờ chúng ta qua dòng kệ ha. Một câu tám từ chúng ta chia làm hai và cố gắng đọc một lần hai câu để âm điệu nó lên và xuống. Nghe vừa lỗ tai. Ya ni ma ni ba tha ni a la pu ne sa ra de ka pu ta ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Ya ni ma ni bát tha ni a la pu ne wa sa ra de ca bồ tát ca ni a tha ni ta ni di xoa na ca ra ti. Thêm lần nữa ha. Ya ni ma ni bát tha ni a la pu ne wa sa ra de ca bồ tát ca ni a thi ni ta ni di swa na ca ra ti. Như trái bầu mùa thu bị bóc bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Rồi mời bàn tay Sik Meta Sik Kem. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Như Quang, cô Kim, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 149 ạ. Ya ni ma ni a bát tha ni a la bu ne wa sa ra de ca bồ ta ca ni a thi ni ta ni dit soa na ca ra ti. Dạ, con xin phân tích. Ya trường âm thông thường, ni đoạn âm. Ma trường âm thông thường, ni á hai đoạn âm, bát trường âm nhấn. Tha trường âm thông thường, ni đoạn âm. Á đoạn âm, la bu nê ba trường âm thông thường, quá đoạn âm. Sa trường âm thông thường, rá đoạn âm. Đê trường âm thông thường. Ya ni ma ni a bát tha ni
a la bu ne wa sa ra de. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ca bô là hai trường âm thông thường. Tá đoạn âm ba trường âm thông thường. Ní đoạn âm át trường âm nhấn. Thi trường âm thông thường. Ní đoạn âm ta trường âm thông thường. Ní đoạn âm dis trường âm nhấn. Xoa trường âm thông thường. Ná đoạn âm ca trường âm thông thường. Ra tí hai đoạn âm. Ca bồ ta ca ni át thi ni ta ni đít xoa na ra tí. Cho con đọc lại từ đầu. Ya ni ma ni a bát tha ni a la bu ne wa sa ra đề. Ca bồ ta ca ni át thi ni ta ni đít xoa na ca ra tí. Ya ni ma ni a bát tha ni a la bu ne wa sa ra đề. Ca bồ ta ca ni át thi ni ta ni đít xoa na ca ra tí. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya ni ma ni a bát tha ni a bu ne wa sa ra de. Ca bô ta ca ni a thi ni ta ni di xoa na ca ra đi. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Sang, Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn Hồng Mai, cô Mita, cô Như Quang đã cho tín hiệu nghe rõ. Vậy không có chuyện gì ha. Bữa nay cô Mita đọc không có bị chắc có đeo mắt kiếng rồi đó. Mắt kiếng rõ ràng không bị sai gì nữa. Một ạ. Mỗi lần cô bị sai, cô làm cho mấy người biết sợ, sợ cuốn lên, tưởng cái bài khó dữ lắm. Rồi nghe sư nhát nữa, thấy ớn quá. Tôi không dám đâu. Thôi, mưa cô lớp từ từ, còn có mấy người trả bài à. Thôi, để con đi trả bài, đi sư la. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 149. Và mà tha ni a la bu ne wa sa ra de kha bo ta kha ni a thi ni ta ni bi so na kha wa ti ya ni ma ni a pha tha ni a la bu ne wa sa ra de kha bo ta kha ni a thi ni ta ni bi so na kha wa ti. Phân tích câu 1 và câu 2. Ya trường âm thông thường, ni đoạn âm, ma trường âm thông thường, ní á hai đoạn âm, thác trường âm nhắn, tha trường âm thông thường, ní đoạn âm. Câu số 2, á đoạn âm, là bù nghe ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, xa trường âm thông thường, quá đoạn âm, đê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Và ni ma ni áp phát thà ni á la bù nề quá xà và đề khà bồ ta khà ni áp thì ni tà ni biết xòa ma khà và tí. Phân tích câu số 3. Ca bồ hai trường âm thông thường, tá đoạn âm, kha trường âm thông thường, ní đoạn âm, áp trường âm nhắn, thi trường âm thông thường, ní đoạn âm, câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, biết
trường âm ngắn, khoa trường âm thông thường, ná đoạn âm, kha trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca. Ca bồ tát kha ni ác thì ni ta ni biết xoa nát kha vát tí và ni mà ni ác thác thà ni ác là bù nề quá xà quá đề kha bồ tát kha ni ác thì ni ta ni biết xoa nát kha vát tí và ni mà ni ác thác thà ni a la bù nề quá xà ra đề ca bồ tát xà ni ác thì ni tà ni đức xòa na xà vát tí và ni ma ni a ta xà ni là a và ni ma ni a ta xà ni a la bù nề quá xà ra đề ca bồ tát xà ni ác thì ni tà ni đức xòa na xà vát tí và ni ma ni áp bát tha ni a la bu ne wa sa ra đề ca bồ tát tha ni a ti ni ta ni đức xoa na kha va ti. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn của gì. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 149. Thưa sư, còn có sai gì sư sư cho và các quý vị, các sư các cô tư nữ trong đạo tràng, và quý vị trong đạo tràng, xin cho con biết chỗ nào con sai. Dạ con xin kính mời cô Hồng Mai kế tiếp, hai người nào con không chắc. Con xin trả máy con chúc tất cả những người trong đạo tràng, quý vị trong đạo tràng được một ngày ăn vui và may mắn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, sư Thất, sư Phước Thạnh, quý sư, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Và cảm ơn chị Như Quang đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Và con xin trả bài câu pháp cuốn số 149. Và ni mà ni áp pháp thà ni a la bù nề quá xà a đề ca bồ tát ca ni áp thì ni tà ni đi xòa na ca la ti và ni mà ni áp pháp thà ni a la bù nề quá xà a đề ca bồ tát ca ni áp thì ni tà ni đi xòa na ca la ti. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ya là trường âm thông thường, ní đoạn âm, ma trường âm thông thường, ní á hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, ní đoạn âm, á đoạn âm, la bu nê ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, đê trường âm thông thường. Và ni ma ni áp pháp thà ni a la bù nề quá xà ra đề. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ca po hai trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường, ní đoạn âm, áp trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, ní đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, ná đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, ca pô ta ca ní áp thì ní tà ní đi xoa ná ca rá tí. Là con đọc lại câu pháp cú số 149. Và ni mà ni áp pháp tha ni a la bu ne wa sa ra đề ca po ta ca áp thì ni ta ni đi xoa na ca ra ti. Và ni mà ni áp pháp tha ni a la bu ne wa sa ra đề ca po ta ca ni áp thì ni ta ni đi xoa na ca ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ.
Ya ni ma ni apatta ni ala bune wasade. Kapotaka ni apini tani diswa nakarate. Ya ni ma ni apatta ni ala bune wasade. Kapotaka ni atini tani diswa nakarate. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ xin mời chiếc lá mùa xuân ạ, con xin xin hết. Cảm ơn chị Nguyên Quang đã có bài. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 149. Ya ni ma ni abattha ni ala bu ne wa sa ra de ka ka bo ta ka ni at thi ni ta ni di soan na ka ra ti. Ya ni ma ni tha ni ya ni ma ni abattha ni ala bù nề quá xa ra đi đề quá ra về. Gia là trường âm thông thường, ní đoạn âm, ma trường âm thông thường, ní á là hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, ní á hai đoạn âm, la bù nề là ba đoạn, ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, xa trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Ya ni ma ni a pa ta ni a la bu ne wa sa ra dê ka bo ta ka ni a thi ni ta ni di soan na ka ra. Ca bô là hai trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ca trường âm thông thường, ní đoạn âm, át trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, ní đoạn âm, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, dis đi dis đi đi là đoạn âm, xoa là trường âm thông thường. D là D là về. This là trường âm nhấn thông thường. No, so là trường âm nhấn ta. Cô kia mời chữ this xoa ná là chữ this là trường âm nhấn đúng không cô? Xoa ná là đoạn âm, xoa xoa trường âm thông thường, đí là đoạn âm, xoa là trường âm thông thường, ná đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Đọc lại câu 3 và 4. Ca bồ tát ca ni á thì ni ta ni đi xoa ná ca rá tí. Ta là trường âm. Dit toa là trường âm nhấn. Con xin đọc lại 4 câu. Ya ni ma Ya ni ma ni abattha ni ala bu ne wa sa ra ye. Ya ni ma ni abattha ni ala bu ne wa sa ra de
ca bô tắc ca ni át thi ni ta ni đít toa ca ca bô tắc ca ni át thi ni ta ni đít toa na ca ra tí con xin xuống con nghe lời. Như trái đầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu. Alo, 123, 123, nghe tới nhóm xương trắng bồ câu cái là thích nghe rồi. Alo, chị Chiếc Lan Mùa Xuân, còn nghe rõ ha? Chị Chiếc Lan Mùa Xuân đọc thì rất là chuẩn, chữ Dixua đọc rất là rõ ràng, nhưng mà khổ các cái người mà nhắc ở đây á. Người nhắc ở đây làm cho Chiếc Lá Mùa Xuân coi như là hết cùng mùa xuân luôn. Hết cùng mùa xuân luôn. Tại sao hết cùng mùa xuân? Nhắc người ta mà nhắc cái kiểu kỳ cục quá. Chữ đít là trường âm nhấn bà cô ơi. Nhắc người ta mà kêu lên chức cho. Bà cô ơi, quý vị thấy nghe người ta cũng nản lòng chiến sĩ rồi. Nhắc người ta phải nhắc đàng hoàng, nhắc chữ đích là trường âm nhấn bà cô ơi. Quý vị thấy nhắc cái kiểu đó ai mà dám đọc nữa. Rồi, chiếc chiếc lá mùa xuân. Với câu này thì chiếc lá mùa xuân xa ra đề. Dĩ xa ra đê ha, chứ không phải chữ dê nha. Đọc chữ dê là tập. Mà xa ra đê. Rồi chữ đít xoa ná ha. Đít xoa ná. Đít là trường âm nhấn, xoa là trường âm thông thường ha. Rồi sa thủ xin chức lá mùa xuân đọc rõ, nhưng mà khi phân tích hơi bị phóng tâm tại cái người nhắc á, người mà nhắc mình á, thấy cái từ bà cô thì tự nhiên thấy nản lòng ha. Rồi thôi không thèm kể nữa, đọc xong đi xuống tới những cái chỗ mà nhóm trắng bồ câu thế là thôi bỏ chạy người luôn. Câu sau không nghe nói gì hết. Rồi bây giờ tiếp tục mời vị nào đi, trong room chúng ta còn nhiều mà. Quỳnh Hạnh Pháp rồi Sister Man rồi cô tu nữ Tuệ Duyên nè. Rồi xin mời quý vị tiếp tục. Alo, mình nhận đưa tay đi. Rồi xa thú Quỳnh Hạnh Pháp. Dạ alo, dạ con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Kim, cô Như Quan Cần và cô Tài Duyên đã cho con biết tín hiệu lúc ạ. Dạ, mấy bữa nay mít con nó rất hoài nên cũng dạ con, sau này con xin đọc kinh pháp của 149. Dạ ni ma ni áp phát tha ni A la bu ne qua sa ra ra je ra de ka po ta ka ni ap ti ni ta ni qua na ka ra ti ya ni ma ni ap a pa tha ni a la bu ne qua sa ra de ka po ta ka ni ap ti ni ta ni toàn ná cà rất tí
Dạ. Sau đây con sẽ phân tích là gia là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ní, á là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, ní, á là hai đoạn âm, la, bu, nê là ba trường âm thông thường, quá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, ca, pô là hai trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, dis là trường âm nhấn, xoa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Và sau đây con sẽ đọc lại. Ya ni ma ni a pas tha ni a la bu ne qua sa ra de ka po ta ta ka ni a thi ni ta ni is toa na ka ra tí. Dạ, sau đây con định đọc kệ. Ya ni ma ni a pas tha ni a la bu ne qua sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni dis qua ka ra ti. Dạ, như trái bồng mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì vậy? Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai gì mong sư vị độ trang chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con đừng trả bích lại, mời nghỉ kế tiếp ạ. Dạ. Alo, cô tu nữ tự duyên đâu rồi? Đưa tay lên, rồi sẽ đưa bà học. Alo, cô tu nữ tự duyên. À, Huynh Hành Pháp hôm nay rất là tiến bộ ha. Rồi, mời cô tu nữ tự duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Tường Tọa Thanh Tâm. Lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ con xin đọc Kinh Pháp Cú số 149. Dạ, cảm ơn Ngài đã cho bài học. Ya ni ma ni apa tha ni ala pu ne wa sa ra de ka bo tak ka ni a tha ni ta ni di swa na ka ra ti. Ya ni ma ni apa tha ni ala pu ne wa sa ra de ca bồ tát ca ni a tha ni tha ni di so na ca ra ti. Bây giờ bài học này nó ní hoài cho nên con đọc thêm lần nữa. Ya ni ma ni a ba ya ni ma ni a ba tha ni a
la bu ne wa sa ra de ka po ta ni a tha ni ta ni di so na ka ra ti ya trường âm thông thường, ni đoạn âm, ma trường âm thông thường, ni á hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, ni đoạn âm, đoạn hai, á đoạn âm, la pu nê ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, đê trường âm thông thường. Đoạn 3, ca pô hai trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường, ní đoạn âm, áp trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, ní đoạn âm. Đoạn 4, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, dít trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, ná đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Dạ ni ma ni a pa tha ni a la pu ne wa sa ra đề ca bồ tát ca ni a tha ni ta ni di so na ca ra ti. Dạ bây giờ con xin kệ. Ya ni ma ni a ba tha ni a bu ne wa sa ra di ca bồ tát ca ni a tha ni ta ni di so wa na ca ra ti. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a tha ni ta ni di so na ka ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Phở thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, nếu có sai xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Dạ, con đã thấy tín hiệu của Ngài ạ. Alo, 123, 123. Cô Tu Nữ Tự Giang phân tích chính xác, nhưng mà đọc thì không chính xác. Không chính xác có nghĩa là chỉ có một từ thôi, Ách thi ní. Cô Tu Nữ Tự Giang đọc là ách tha ní. Quý vị nghe rõ ha? Nghe phân tích thì ách thi ní rất là chính xác, phân tích rõ ràng, chính xác. Nhưng mà vẫn giữ vững lập trường ấp tha để ở đây. Cô Tu Nữ Tệ Duyên muốn tạo một cái sự kiện để quý vị có chú ý hay không. Ai ngờ cô Kim là người coi như phát hiện trước hết. Chị Kim là người phát hiện ra. Rồi chát lên vẫn giữ vững lập trường ác tha ní, phân tích thì ác thi ní chính xác. Nhưng mà tại sao đọc là ác tha ní? Rồi hồi nãy đọc theo biến cách nữa không? Chợ biến cái gì? Đọc sai nó đọc sai đi, còn nó đọc theo biến cách
Rồi bây giờ ngay Sĩ Quang Thanh đọc nè. 1, 2, 3. Xin mời Sĩ Quang Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Sự Tạ Thanh Tâm và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể quý đạo hữu trong Zoom. Con xin đọc bài câu pháp cú 149. Và con cảm ơn Ngài đã bóp bài. Ra ni ma ni a pa tha a a lu a la bu ne wa sa đề ca Ta ni
a thì si a ti a ti a ti mi a Alo, 123, 123. À, xin lỗi sĩ Quan Thanh ha, đường truyền của sĩ Quan Thanh nghe không được rõ. Sĩ Quan Thanh thông cảm ha. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Câu Phật ngôn 149, còn ai đọc nữa không? Thời gian cũng còn nhiều ha. Alo. Bây giờ chúng ta ôn lại. Để vị nào chưa đọc thì đưa tay ha. Ô, Sittina, xà thủ, xà thủ. Xin mời Sittina ha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ạ. Yanni ma ni appatha ni ala pune wasarade kapo takka ni athi ni ta ta hi viswanakarati ya yanni ma ni appatha ni ala pune wasarade kapo takka ni athi ni ta ni viswanakarati. Như trái bầu mùa thu bị vất vỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và 2. Ya ni ma ni a phát tha ni a la pu ne wa sa ra te. Ya trường âm thông thường lý đoạn âm, ma trường âm thông thường lý đoạn âm, á đoạn âm, phát trường âm nhấn, tha trường âm thông thường lý đoạn âm, á đoạn âm, la hu hai trường âm thông thường, nê trường âm thông thường, quá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rá đoạn âm, đê trường âm thông thường, ya ya ni ma ni a pat tha ni a la pu ne wa sa ra đê. Câu 3 và 4. Ka po ta ka ni at thi ni ta ni dis wa na ka ra ti. Ca trường âm thông thường, phô trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca trường âm thông thường, lý đoạn âm, ách trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, lý đoạn âm, ta trường âm thông thường, lý đoạn âm, dis trường âm nhẫn, qua trường âm thông thường, ná đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, ca pô tác ca ni ách thi ni ta ni dis qua ná ca rá tí. Con đọc lại. Ya ni ma ni tha ni a ra de ka po ta ka ni at thi ni ta ni dis wa na ka ra ti. Ya ni ma ni a pan tha ni a la pu ne wa sa ra de ka po ta ka ni an tha ni ta ni dis wa nakarati yani mani apanthani alapune wasarade kaputaka niyanthani niyanthini tani diswa nakarati. Như
trái bầu mùa thu vì vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thủ Sitina đến sau mình cũng đã hoàn thành ha. Rất là quan hỷ để là đưa tay lên đọc liền ha. Bây giờ ôn lại để rồi chúng ta đi vào từ vựng duyên sự của câu Phật ngôn 149. Và ni ma ni apat tha ni a la pu ne wa sa ra de ta bo tất cả ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Và ni ma ni apat tha ni a la pu ne wa sa ra de ta bo tất cả ni a thì nít ta nít đi xoa ca ra tí. Câu này hơi khó đọc ha. Như cô nữ Duyên khi nãy nói, câu này ní nhiều quá, đọc liếu rồi. Cho nên không thèm đọc ní nữa mà đọc tha ha. Át tha ní, chứ không phải át thi ní. Rồi bây giờ dòng kệ, cố gắng đọc lần hai câu để cái âm điệu của nó được dễ nghe hơn ha. Dạ ni ma ni a ba tha ni a la pu ne wa sa ra de ca po ta ca ni a thi ni ta ni di xoa na ca ra ti. Dạ ni ma ni a ba tha ni a la pu ne wa sa ra de ca po ta ca ni a thi ni ta ni di xoa na ca ra ti. Quý vị cứ đọc chậm rãi, đừng có đọc nhanh quá, dễ bị vấp. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn 149. Và ni ma ni apat tha ni, câu đầu tiên. Chỉ và ni ma ni, cho hai từ cộng lại, tức là chữ giá và chữ ý đăng. Chữ giá và chữ ý đăng. Chữ giá là một đại từ quan hệ trung tính, nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ từ số nhiều. Bà Tham Ma Bà Hữu Quá Cha Na Quỳ Phá Tí, cho nên chữ giá biến thành gia ní. Chữ gia ní này cộng với chữ ý đăng, mà ý đăng cũng là một đại từ trung tính, nó cũng đứng làm chủ từ số nhiều. Ý đăng biến thành ý ma ni. Vậy thì khi mà ráp hai cái từ này lại, nó biến thành ya ni ma ni. Ya ni ma ni ý nghĩa là những cái này. Mà những cái này là những cái gì? Abhatthani do cái từ abhattha. Abhattha là một quá khứ phân từ đã được bỏ đi, đã được vứt bỏ. Cái gì? Những cái này đã được vứt bỏ. Đó là ý nghĩa của cái câu đầu tiên. Những cái này đã được vứt bỏ.
Rồi bây giờ chúng ta những cái này nhé, thêm những cái này đã được phước bỏ, nhưng mà qua câu số 2 nó mới ám chỉ những cái này là những cái gì ha. Rồi câu số 2, a la pu ne wa sa ra de a la a la pu ne wa sa ra de. Ở đây a la pu ne wa, chúng ta thấy ở đây do cái từ a la pu ni hay là a la pu, a la pu, a la pu nó là một danh từ trung tính ha, u saran tap phun rình ga, u saran tap na phun u saran tap na phun sắc rình ga, đó là một danh từ trung tính. Nhưng mà a la pu được kia theo chủ từ số nhiều và tham áp và hữu quá cho nó quyền phát tí, cho nên a la pu ni, a la pu ni cộng với e quá có nghĩa là ví như ha, mà a la pu ni là những trái bầu, những trái bầu ha, ví như những trái bầu. À la pu nè qua là ví như những trái bầu. Rồi sa ra đề, sa ra đề do cái từ sa ra đá, sa ra đá, sa ra đá là một danh từ nam tính, akranta phun linh ga, sa ra đá có nghĩa là mùa thu, nhưng mà nó được chia theo định sở cách số ít sát tầm ý quyền phát tí e câu quá trình ha, cho nên sa ra đá biến thành sa ra đê, sa ra đê là vào mùa thu, ví như những cái bầu vào mùa thu. Mà mùa thu thì quý vị biết những cái bầu này nó khô héo hết, những cái bầu vào mùa thu thì những trái bầu này nó hết rồi, khô. Rồi câu số 3, ca bồ tất cả ni áp thì ni, câu số 3, ca bồ tất cả ni áp thì ni, ca bồ tất cả ni. Ở đây chữ ca bồ tát nó là một cái danh từ nam tính ha, ác ranh ta phùng linh giá ca bồ, ca bồ tát có nghĩa là con chim bồ câu, con chim bồ câu. Ca bồ tát cá đây là một tính từ từ trung tính được đứng làm chủ từ số nhiều, và tham a và hữu quá cho nên được phát tí ca bồ tất cả ni, ý nghĩa là có màu trắng xám, có màu xám đục, có màu như chim bồ câu, chim bồ câu thì nó có cái màu xám, màu xám bạc đó, màu trắng mà bạc bạc màu gọi là xám bạc. Capo tất cả ni có màu trắng xám, có màu xám bạc. Mà cái gì có màu trắng xám, có màu trắng bạc? Chữ ấp thi ni, ấp thi ni do cái từ ấp thi, do từ ấp thi nhé. Ấp thi nó là một danh từ trung tính, ý cho nên tới nó phun sắc từ linh cá và ít thiết, được chia theo chủ cách số nhiều và tham á bầu hữu của cha nam vị phát tí, cho nên ít thiết biến thành ít thi ní,
Atti ni là những khúc xương, những khúc xương. Vậy thì câu số 3 này, những khúc xương có màu trắng xám, những khúc xương có màu trắng xám. Rồi câu cuối cùng, ta nidiswa naka rati, ta nidiswa naka rati. À, chữ ta ní do cái đại từ ta, do đại từ ta, và ở đây nó được chia theo đối cách số nhiều, ta tỳ giao phát tí và hữu quá trình á. Ta ní có nghĩa là những khúc xương đó, là một đại từ nó ám chỉ về những khúc xương. Rồi swana, biswana đây là một động từ đặc biệt, sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn thấy, tức là sau khi nhìn thấy những khúc xương. Rồi sao ca, ca do đại từ kinh, à do đại từ kinh và đứng làm chủ, à nó được chia theo đối cách số ít ha, đối tỳ gia quy phát tỳ ê câu quyết định á, chữ chữ kinh biến thành ca là cái gì, là cái gì? Và cuối cùng là chữ rati. Rati đây là một danh từ nữ tính, ít danh tác ít thì linh ga, và đứng làm chủ từ số ít. À, và tham án ekavachana rati, rati có nghĩa là có sự thích thú, có sự dính mắc, có sự yêu mến. À, và câu cuối này ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch một cách rất là rõ ràng. Thấy chúng còn vui gì, thấy chúng còn thích thú gì, tức là thấy khi thấy những cái khúc xương này màu trắng bạc bị vứt bỏ, bị quăng đi, nó khô héo. À, giống như những trái bầu vào mùa thu, nó vô tri, trái bầu còn tươi, còn xanh lên thì người ta sử dụng đây trái bầu khô, những khúc xương mà nó trắng xám màu bạc thì khi thấy như vậy còn vui thích gì. À, đây là một điểm để cho chúng ta thích bậc tri tri, à nhìn thấy nó. Rồi câu bậc ngôn 149 cho chúng ta ý nghĩa có sự thích thú gì sau khi nhìn thấy những khúc xương này. À, có một trắng xám, à ví như những trái bầu được bỏ nằm rải rác vào mùa thu. Có sự thích thú gì sau khi nhìn thấy những khúc xương này đây, có màu trắng xám ví như những trái bầu khô được bỏ nằm rải rác vào mùa thu. Rồi ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xó đường, như một câu trắng trắng xương, quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xó đường, như một câu trắng trắng xương, quý gì
thích thú mà trương mắt nhìn. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu nghe trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng buộc câu thấy chúng còn vui gì. Nghe trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng buộc câu thấy chúng còn vui gì. Rồi trong câu Phật ngôn 149 ý nghĩa tự vấn chúng tôi cũng đã trình bày xong. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Là vì nào cảm thấy rằng mình chưa thì có thể đưa tay đọc. Rồi thời gian còn nhiều. Câu Phật ngôn 149 về ý nghĩa từ vần, quý vị thấy có những cái từ nào rắc rối, có những cái từ nào không hiểu, im ru. Vậy thì chúng ta nghe duyên sự rồi chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 149 ha. Khi Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, ngài đã đề cập đến các vị tỳ khưu lầm tưởng là mình chứng đắc thánh quả. Có 500 vị tỳ khưu sau khi đã học đề mục Chí Quán nơi bậc đạo sư truyền dạy, rồi đi vào trong rừng cố gắng tinh tấn để hành đạo đắc thiền, nhưng mà chưa bắt hết các phiền não ngủ ngầm, lại cứ lầm tưởng rằng ta đã hoàn tất phận sự của người xuất gia, và các vị ấy trở về chùa định sẽ tường trình với Đức Bổn Sư về đạo quả mà mình đã đắc. Khi mà các vị tỳ khưu về đến cửa hương thất thì bậc đạo sư bảo với trưởng lão Ananda: này Ananda, các tỳ khưu ấy không có việc gì cần phải đến gáp mặt ta, bảo họ hãy đi đến bãi tha ma nọ rồi trở về đây ý kiến ta sao. Ngài Ananda ra đón 500 vị tỳ khưu và cho biết chỉ thị của Đức Bổn Sư. Thay vì nói chúng ta đến thi lâm nọ để làm cái gì, nhưng mà các vị tỳ khưu nghĩ thầm rằng Đức Phật thấy xa chắc rồi đây cái lý do nào đó sẽ rõ rệt đối với chúng ta. Và các vị đó đi đến Bà Tha Ma, và nơi đó các vị ấy đã thấy những tử thi nằm bỏ dưới đất đã một hai ngày. Rồi sau khi đến gần để quán về các tử thi đó thì các vị tỳ khưu lại gặp những cái xác chết mới đem đến còn tươi, khiến cho các vị tỳ khưu này khởi lên cái lòng tham ái. Chuyện đó mới nhận thức rằng tâm của mình còn chứa đầy phiền não. Bậc đạo sư đang ngồi trong hương thất phóng hào quang thị hiện như ngồi trước mặt các vị tỳ khưu ấy, thuyết dạy rằng: này các tỳ khưu, có đẹp đẽ chăng? Khi mà nhìn thấy những bộ xương như vậy, các thầy lại khởi lên cái lòng tham ái thích thú. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 149: Ya nikma ni abhattha ni ala pune vasa ra de ka bo takka ni akthi ni ta ni diswa naka sati. Như cho bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng buồn câu thấy chúng còn vui gì. Khi câu Phật con này chấm dứt,
trì 500 vị tỳ kheo này chứng đắc thánh quả A La Hán ngay tại chỗ đang đứng. Các vị ấy mới tán thán ân đức của bậc đạo sư và đến đảnh lễ ngài. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng 500 tăng nữ đến rừng xa thành đạo đắc thiền, ngộ nhận là đắc quả vô sanh nên quyết định về trình hỷ tín với thầy ta. Phật bảo chư tăng hãy bước vào trong rừng thiêu xác thử xem sao. Chư tăng thấy xác tươi tâm động, mới biết mình chưa đắc quả cao. Phật phóng hầu quang thuyết dạy rằng những que xương trắng đẹp gì chăng, các ngươi hết thích khi nhìn nó, tất cả đều thành La Hán tăng. Rồi, duyên sự câu Phật ngôn 149 chúng tôi cũng đã trình bày xong. Đại ý câu Phật ngôn này, các bầu khô về mùa thu thì nó là khô tàn, héo quắc. Bản thân này cũng vậy, khi mà đã hư hoại thì chỉ còn là một đống xương, cái màu bạc trắng giống như lông chim bồ câu. Thì khi thấy như vậy có gì mà vui thú? Ý nghĩa câu Phật ngôn 149, các vị tỳ kheo 500 vị học thiền nơi Đức Phật rồi đi vào rừng tu tập rồi chứng đắc về thiền, có cái tâm quý lạc, an trú trong thiền và thấy là như vậy là mình đã thành công, cái tâm an vui quý lạc và nghĩ rằng mình đã hoàn tất cái phạm hạnh. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta chấp thủ, mặc dù đó là thiện nhưng mà chấp thủ vào đó cũng giống như một người đi tìm cái lõi của một cái cây, nhưng mà người này đi vào rừng tìm được cái lá, nghĩ rằng mình đã thành công. Người tìm được cái vỏ, nghĩ rằng mình đã tìm đúng hướng. Rồi người tìm được cái giác của cái cây, nghĩ rằng ồ, đây cũng là một cái sự thành tựu của mục đích của mình. Nhưng mà cái người tìm đến cái lõi cây mới là quan trọng. Cũng giống như một người mù rờ voi, chính tay của mình đụng vào chân của con voi thì nghĩ rằng con voi nó giống như cột đình. Mà ai nói con voi mà không giống như cột đình đó, là người đó nói sai, nói bậy, nói chậm. Rồi chúng có cùng có thì nghĩ rằng con voi giống như cái trong dầu. Ai mà nói con voi mà như cột đình hoặc là cái quạt hoặc là cái chổi thì người đã nói bậy, nói chậm. Bởi vì chính cái bàn tay của mình đã rờ trúng cái bụng của con voi. Thì ở đây cũng vậy, những cái vị này đạt được sự an lạc của thiền và chấp thủ cho rằng mình đã hoàn tất cái phạm hạnh của mình đã thành công, mình đã chứng đắc, tâm của mình an vui, nghĩa là an trú vào khí lạc đó. Và quý vị có thấy không, có những người mượn thiền để rồi an trú trong sự vĩ lạc đó, họ có thể ngồi từ ngày này qua ngày khác và họ nghĩ rằng mục đích của họ đã hoàn thành. Và khi an trú trong vĩ lạc thì họ quên tất cả, họ ngủ say trên chiến thắng. Nhưng mà đó không phải là một cái sự thành của người tu tập. Cho nên Đức Phật đó mới bảo các vị này đi ra nghĩa địa, ra ngoài cái chỗ mà
mà thiêu xác tử thi á, hay ra đó. Và khi ra đó rồi thì những cái xương mà nó đã héo quắt, nó đã xám bạc giống như trái bầu khô mùa thu ha. À, thấy chúng như vậy thì đâu còn vui thích gì. Nhưng mà có những cái thây thi mà mới đem vào cùng tươi thì cái tâm là động, cái nghĩ trời ơi, trẻ vậy mà chết uổng quá, trẻ như vậy thì coi như còn thanh xuân mà ra đi sớm như vậy. Thì cái tâm trạng của những vị này buồn rầu sầu khổ à. Với cái tâm trạng như vậy thì chính Đức Phật xuất hiện. À, Đức Phật xuất hiện và cho thấy rằng chết là cái vấn đề cuối cùng. À, những cái bộ xương mà người ta vứt bỏ như là xương cái màu trắng của con chim bồ câu, như trái bầu mỏ khô quéo, thì như vậy tại sao không nhìn những cái bộ xương đó mà bây giờ những cái người mà mới tươi mới đem vào rồi, khi mà tâm thức đã ra đi rồi thì giống như một cái khúc cây gỗ mục gì thôi, có lợi ích gì. Và một thời gian thì dòi bò sình túi, rồi nó cũng giống như xương trắng bụt cầu, nó cũng màu xám bạc, rồi cũng bị vứt bỏ quăng đi. Vậy thì tại sao có sự tham ái luyến tiếc, tiếc nuối, ồ chết trẻ quá, trẻ cũng chết mà già cũng chết, và cái xương trắng bụt cầu nó hiện ra trước mắt, tại sao chúng ta không kinh cảm, mình nhìn vào đó để rồi kết bậc trí tri. Một ngày nào đó bản thân mình cũng nằm xuống, cũng xương trắng bụt cầu, cũng bị vứt bỏ quăng đi. Và khi Đức Phật xuất hiện thì quý vị này trở lại với chính mình, kết bậc trí tri, và thấy rằng trái bầu khô mùa thu, rồi xương trắng bỏ đi, rồi người ta vứt bỏ, như là một cái bãi tha ma mộ địa thế này, toàn là một cảnh chết chóc. Tại sao những cái thây thi mới đem đến làm cho tâm của chúng ta rung động? Và các vị đó biết rằng ồ, mình chưa có chứng đắc gì hết. Khi mà còn hoang mang, khi mà giật mình như vậy thì Đức Phật xuất hiện. Nếu thời kỳ của chúng ta thì chúng ta đâu có duyên để gặp Đức Phật, cho nên cứ trôi lăn hoài, và thấy cái gì đẹp là nhào vô, cái gì xấu là bất mãn, mà nhào vô là tâm tham, bất mãn là tâm sân. Thế rồi tham sân nó làm cho chúng ta phải đau khổ. Rồi alo, xin mời quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Hồi nãy cô Tu Nữ Tự Duyên nói câu Phật ngôn này khó đọc ý không à, cho nên mới đọc A. Rồi cô Tu Nữ Tự Duyên có ý kiến về câu Phật ngôn này thế nào mà có sự thay đổi trong đó? Rồi đi đâu mất tiêu rồi. Alo, alo, thời gian còn nhiều lắm nghe, nói thoải mái. Nãy giờ nói cũng khăn tiếng rồi đó. Cầm mic giùm bà con ơi. Alo, chú em ru vậy nè. Rồi, mời xích kem, xà thủ, xà thủ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phúc Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Xin quý vị cho tín hiệu có nghe rõ không à? Trời ơi trời, chỉ có mình cô Như Quan Cần là nghe rõ. Thêm một người, bốn người, vậy đủ rồi đó, vậy đủ rồi.
Con thấy sư nói cầm mít đi, nói sang cổ họng rồi. Con cũng phải ráng lên thôi, không biết gì cũng dán nói. Trước hết con đọc được cái câu hỏi, cái câu câu kệ này. Và ni ma ni áp hát thà ni á la bù nề quá xà ra đề khà bồ tát khà ni ác thì ni tà ni đích phò nát khà ra tí. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì? Theo con hiểu thì cái chữ chính trong cái câu câu kệ pháp cú 149 này thì chữ kha rá tí. Kha là cái gì? Rá tí là thích thú. Thích thú là gì? Cái gì mà thích thú? Thì trong đây thì cái chữ chính này Đức Phật muốn nhấn mạnh tới điều này. Thì tới 500 vị tỳ khu mà đắc quả A-la-hán cùng một lúc. Thiệt đúng là Ngài đúng là Puisadamara-sakti. Ngài đúng là hiệu của Ngài là Điều Ngự Trượng Phu. Một trong những chính hồng danh của Ngài. Hết sảy luôn đó, không cái gì sai hết. Đối những vị tỳ khu này, họ vẫn còn ngã mạn và họ vẫn còn thấy sai chấp lầm khi mà họ đắc các tầng thiền về. Con không biết thiền này có thể thiền sắc giới hay là thiền quán, con không biết, trong đây không nói rõ. Nhưng thân tâm của các vị này thấy an lạc, nhưng dưới con mắt đầy trí đệ của một vị chánh đẳng chánh giác toàn giác thì không có thấy giống như vậy. Tại vì những vị mà chưa đắc A-la-hán vẫn còn vô minh, vẫn không giác. Thì Ngài đã nhìn thấy rõ rồi. Dưới con nhãn của Ngài đó thì không có gì mà qua mắt Ngài hết. Thì Ngài mới dặn Ngài Ananda, khắp giá của Ngài, nói với ông thư này, đi lại ra cái nghĩa địa để coi đi. Thì Ngài biết rằng trong ngoài nghĩa địa đó có những cô gái, những thử thi cũng còn mới đem ra đó. Thì con nghĩ này, 500 vị tỳ khu này không phải 500 vị tỳ khu ni. Thành ra Ngài đem ra đó. Thì mấy người này vốn là những người thường thục và văn lời dễ dạy, dễ dưỡng, dị giáo dị dưỡng của thời Đức Phật này đó. Mà không có dám cãi cọ gì hết. Thay vì hướng hạ hí hững chạy về báo với thầy mình, dạ bẩm Ngài, dạ bẩm thầy, con bắt được cái này cái kia rồi đó, khoe để được Ngài tán thưởng hay cái gì. Không ngờ Ngài đuổi ra chỗ bả cho ma, nhìn thấy ma tiếp. Nếu mà cái thời này á, thì những người ngã mạng khác trong thời này thì chống đối sẽ trả lời một hai tiếng, gì vậy, tôi trong đó mấy tháng tôi đắc dữ dội vậy, tôi đắc này kia 500 vị mà đâu phải dễ đâu, mong kêu dễ cho gặp mặt kêu người ta khám ma làm gì trời. Và đại khái như vậy. Thì cái này con chế ra thôi, theo con nghĩ là có lẽ những cái vị đó để nghĩ vậy. Nhưng mà mấy vị đó không có nghĩ, mấy vị này rất là dễ dạy và hiểu biết. Đức Phật kêu đi thì đi, Ngài kêu là giống như kêu đâu phải làm đó, Ngài không bao giờ sai hết trơn á. Thì mấy vị này ra ngoài đó thì thấy đủ thứ loại sắc chánh đó. Ngày xưa thì người ta còn chết, người ta còn dục sắc chết ở ngoài nghĩa địa để mà có cơ hội quán, để có mùi thúi. Tại lúc đó thì đất còn rộng, người còn dân túng năng cương, sống còn rất là thưa thớt, thành ra không có gì, không có gì. Nhưng bây giờ cái các xứ không ngoại ngoài Ấn Độ mà luôn cả Việt Nam cũng vậy. Hơn gần 50 năm khi quay về lại nước Việt Nam thì con thấy thành phố không có miếng đất để mà trồng cây nữa, không thấy bãi cỏ nào hết, chỉ có cỏ trồng ở mấy công viên cho nó đẹp thôi, chứ làm gì mà có cỏ trồng xung quanh nhà. Chỉ có những nhà ở dưới quê thì còn có cây cối trồng thôi, chứ những thành phố thì gọi là kiếm miếng đất để cắm dùi cũng có, nói chừng nói mà trồng cây. Thì với một bãi như tham ma đầy hôi thối bay bọc giống vậy thì các vị này cứ ngồi nhìn vào quán. Ban đầu thì thấy những cái thây ma chết xình chết túi, thầy thấy gốm giết, nhưng mà thì cũng có kinh cảm trong đó. Nhưng mà đến khi mà nhìn những cái vị bãi còn mới chết đó, thì hỏi lên thấy này thấy kia, thì các ngài sinh ra cảm thấy thích thú chiêm ngưỡng vào những thân hình đó, có nghĩ rằng vậy, thành ra họ có tham ái trong đó. Khi nhưng mà những vị này là những vị có tu tập,
Khi mà nhìn những cái thân thể của người đàn những người thiếu nữ thần bằng đà còn trẻ, mặc dù đã chết rồi mà có vấn đề ái dục trong đó, thì các ngài mới giật mình, mới thấy rằng ôi trời ơi, ôi trời đất ơi, mình vẫn còn cái tâm phàm phu, đâu có chiếm đắc gì mà được đâu, vẫn còn tham ái đầy dẫy như vậy. Thì các ngài mới tỉnh ra, mới cố tâm là trừ ra, diệt bỏ những cái tham ái đó, và cố gắng tập trung để quán tưởng những thi thể đó, giống như những khúc xương đã trắng và quán về vô thường, vô ngã và đau khổ. Thì các vị đã trong đó thì vẫn còn đang quán, nhưng Đức Phật mới nhìn thấy phải cần có sự hỗ trợ của ngài, ngài mới xuất hiện trước mặt mấy ngày đó, mặc dù ngài vẫn ở trong cái tư thất của ngài. Ngài đọc ra cái câu này thì ngài mới nói là tất cả đều vô thường, tất cả đều bị hủy diệt, tất cả đều phải bị chết, phải bỏ hết. Cho dù hoa hậu, cho dù cái gì cho đẹp, lúc còn sống đẹp đẽ, lúc chết thì cũng thịt thúi xương tan, cho là cát bụi, trở về cát bụi. Và chỉ còn cái gì? Chỉ còn có cái nghiệp sẽ đi theo chúng ta, luân hồi. Có gì đâu mà vui, thấy thân xác đẹp đó thì nó sẽ mũ máu sình thúi gốm ghiếc, rồi nó tan rửa đi, chim lại muốn người lại ăn, rồi đâu người đẹp đâu cũng thấy, không thấy, chỉ thấy là những đống xương tàn, giống như là giống như là cái xương trắng, cái màu xương trắng, giống như màu trắng, giống như phơi ra chứ còn cái xương thôi, cái xương màu trắng như lông của chim bồ câu vậy. Còn thấy chim bồ câu có nhiều khi nó có màu đen đó đấy sư. Nhưng mà thì trong đây nói màu bạc trắng hay xương trắng thì đại khái để cho mấy người đó, giống như cái bầu mùa thu, con đâu có trồng bầu đâu cũng biết mùa thu trái bầu ra làm sao, mùa xuân trái bầu ra làm sao. Nhưng đại khái, nhưng mà trái bầu già, khi mà nó già rồi ban đầu nó còn tươi thì nó còn tươi mướt, màu xanh ửng, màu xanh lá cây rất đẹp, và bầu non thì ăn rất ngon, bầu già thì ăn dai hơn. Mà khi mà nó già quá rồi thì người ta không có ăn nữa, mà người ta để làm hột giống, để lấy cái hột đó để trồng cho mùa tới. Thì trái bầu từ tươi trẻ tốt mướt mượt thì cái bầu cái bí con thấy cũng vậy, người ta có thể để vô lấy hột xong rồi, còn cái vỏ nó con thấy người ta dùng là phơi khô, người ta có thể làm đồ mà chùi rửa son dầu á, nó giống như cái bồn đó, nó giống như cái spon á, không biết phải đúng không á. Hình như nó thì họ lấy, có những người ở nhà quê họ lấy cái đó, họ trùng xà bông hay chà cho người, chà chân để cho sạch nữa. Thì trái bầu ngày nào mướt mẻ, mướt tươi mát, màu xanh tươi đẹp, màu xanh lá cây, bây giờ nó còn rễ khô quéo hết. Thì chắc con người cũng vậy, thì còn trẻ còn đẹp, thì còn thịt da đó, thì sau đó thịt da sẽ tan rửa hết, gốm ghiếc, tất cả đều biến mất hết. Chính cái sự thức thời các vị này mới nhìn ra cái điểm yếu của mình, là vẫn còn tham ái, vẫn còn chưa nhìn rõ được, vẫn còn bị nhãn vẫn còn hấp dẫn bởi cảnh sắc bên ngoài, vẫn còn bị mê hoặc, bị cái là sáu cái căn của mình, nhãn nhĩ tỷ thược, tỷ thiệt, thần ý vẫn còn dính mắc với các cảnh sắc bên ngoài, sắc kinh khí vị xúc pháp. Thì các ngài mới nhận biết rằng ôi, mình vẫn còn phải cần tu tập nhiều. Thì Đức Phật đã rõ những cái điều này, là ngài đã giúp các vị này để mau giác ngộ hơn. Đó là những may mắn của những vị nào mà đã có tu tập nhiều đời, nhiều kiếp, hàng tỷ 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 năm trong quá khứ, và có đã từng cúng dường đủ thứ hết, và có nguyện để mà giải thoát. Thì cái những vị này khi mà gặp tới Đức Phật trong vào lúc này, thì đó là một kỳ duyên của họ, cái sự may mắn của họ, và Đức Phật đã làm giảm đi cái thời gian luân hồi của họ, và ngài đã giúp họ thiết cái câu Phật ngôn 149 này, để họ biết rằng tất cả những cái gì đều là giống như khúc xương, không có gì mà vui hết trơn, tất cả đều là khổ hết. Thì giúp cái câu kệ này thì cả 500 vị tỳ khu này đều chứng đắc A La Hán hết. Đó là một việc rất là thần kỳ, không thể nào mà có những ai mà có thể làm những việc này ngoài vị chánh đẳng chánh giác, vị toàn giác có khả năng làm việc này thôi, chứ không ai làm được hết. Thì như con biết, mỗi khi mà có một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện thì có một, chắc chắn có một số người không còn quay trở lại
là biến mất luôn. Thì một điều đó là chắc chắn. Còn thế gian này càng ngày càng có nhiều người ở, thì chúng ta chỉ biết cái thế dương, cái thế dương hệ này chỉ có mặt trời, mặt trăng, cái đất hình, các hành tinh khác, thiên tinh đó. Nhưng đối thế giới gọi là tam thiên đại thiên mà dưới quyền thống thống trị coi sóc của một vị chánh đẳng chánh giác thì có rất nhiều. Chúng ta có biết có bao nhiêu con gián, có bao nhiêu con trùng, có bao nhiêu con dồi, bao nhiêu con vật ở trên trái đất này, cũng như có bao nhiêu loại giống cá, những giống vật khác dưới biển. Đó là trong cái thế giới này. Còn những hành tinh khác, rồi những các chư thiên, các phạm thiên ở trên cảnh trời sắc giới vô số tới đã hết tuổi thọ trở về đây, thì chúng ta làm sao biết được. Thì ở trên trái đất này cũng vậy. Một chỗ có những sóng, mức sóng rất là cao, có những chỗ mức sóng không có đồ ăn để mà ăn, như mấy chỗ mà sa mạc, những cái vùng đất phi châu, dân chúng mặt mày xấu xí, người được đói khổ. Còn những có nhân tộc thì mặt mày trắng trẻo, da dẻ, mũi cao, mắt xanh đẹp. Có những người thì vừa dai vàng, đại khái vậy. Đó là những do cái nghiệp của họ, đã những cái phước của họ đã đi đầu thai vào chỗ này chỗ kia. Thì không có gì gọi là cái này của tôi, cái này nước của tôi hết. Tất cả đều phải biến mất hết. Và khi Đức Phật Gotama nhập Niết Bàn, thì Đức Phật cuối cùng trong cái đất này là ngài Đức Phật Maitreya. Khi mà ngài xuất hiện xong rồi đó, theo kinh điển thì có những trái địa cầu chỉ có một hay hai vị Phật, có những khi không có một vị Phật nào. Nhưng trái đất trong thời này mà chúng ta đang sống thì rất là may mắn, tức có tới 5 vị Phật chánh đẳng chánh giác. Và khi cái người Phật, vị Phật cuối cùng là ngài Maitreya, mà ngài xuất hiện rồi, mà ngài Tâm Thanh hả? Tại mình nói nhỏ thôi chứ mình không có nói lớn. Cô tu nữ tại Duyên. Dạ, tại mình không có nói lớn á. Bây giờ nói lớn chắc nghe rõ không? Thì thì khi mà ngài Maitreya mà đã nhập Niết Bàn rồi nữa, thì đầu cái ngài Maitreya, một vị Phật cuối cùng ở trong trái đất này rất là thọ. Chúng sanh sống tới 82.000 tuổi đó, 82.000 tuổi đó quý vị, chứ không phải 82 tuổi đâu, không phải 82 năm nữa. Bây giờ tuổi thọ trung bình của chúng ta ở bây giờ là chỉ trung bình là 75 năm thôi. Những người thọ hơn 75 tuổi là thọ rồi đó. Nhưng mà sau khi mà giáo pháp của ngài Gotama bị biến mất rồi, chúng sanh lộn lạc được tuổi thọ từ từ ấy, rồi không còn gì nữa. Sau đó chỉ còn một số người thôi. Thì tới ngày Đức Phật Maitreya xuất hiện đó, thì tuổi thọ từ từ rất là cao đó, tới 82.000 năm nữa, sống bút chỉ gà tha luôn vậy đó. Thì khi mà ngài đã nhập Niết Bàn rồi thì trái đất nó sẽ hủy diệt luôn. Bởi vậy khi mà con không học giáo pháp đó, cái này con nói ra thêm, có người coi nói này á, năm 2012 trái đất này bị hủy bỏ, hai năm 2-3.000 gì đó trái đất này hủy bỏ, không đánh đâu, đừng có xạo, còn lâu lắm, trái đất này cả tỷ năm nữa không biết nữa thì nó mới bị hủy hoại thôi. Khi mà nó hủy hoại nguyên cả thế giới này, hủy hoại hết thế gian như vậy luôn, cả những cảnh trời trên sắc giới đều biến hết, chỉ còn cảnh trời vô sắc giới còn tồn tại thôi. Tại vì cái đó nó chỉ có tâm thôi, không có vật chất, tiêu hết. Mấy vị trên đó có nhập Niết Bàn hay gì đó, thì trong chú giải con chỉ biết rằng chỉ có hai đường đi thôi. Những người nãy thì làm chư thiên ở trên trời, dần những người nào thì không có làm tốt thì xuống địa ngục thôi, chỉ hai đường đó thôi. Thì đó là như vậy, con biết vậy. Thì có tranh cãi, có này kia, có người làm cái này, làm trời, làm đất, đó, làm cái này, có giàu sang cách mấy, có tìm cách để sống thọ hơn, thì cũng phải ra đi với cái nghiệp của mình mà thôi. Thì hãy nên hiểu lại, đừng có nên cạnh tranh nhiều quá. Hãy làm đủ những gì mình sống và ráng dùng những thì giờ còn ở trong cuộc đời, hãy lên nó tu tập để mà tiến tới, để cho cái nghiệp tốt cho những kiếp trong tương lai, chứ đừng có bòn chen ham quá. Đó là trong cái bài này thì con lấy ra một bài là không nên tin tưởng vào những gì mà mình nghĩ mình thấy, mà phải dùng cái trí tuệ, những cái sự học hành hiểu biết về Phật pháp
mà nhìn thế gian này dưới một sự vô thường, đau khổ và vô ngã của lời Đức Phật dạy, để mà tìm ra một cái con đường mình đi cho tốt đẹp hơn. Chứ đừng nên vỗ ngực xưng tên, nói mình giỏi cái này, giỏi cái kia, biết này, biết kia, cái gì cũng chết hết. Biết cũng chết, không biết cũng chết, không cũng chết, dạy cũng chết, cái gì cũng chết hết. Nhưng mà hiểu một cái Phật pháp của Đức Phật và biết áp dụng những lời Ngài dạy trong cái cuộc sống hàng ngày, thì đó là sự tối thắng câu hỏi. Dạ, con nói nhiều đó cũng đủ rồi sư. Con xin nhận máy lại. Và trong khi con chia sẻ, có những điều gì sai sót hay những điều lầm lỗi, con xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ bảo cho con à. Con xin trả mít lại và chúc tất cả quý vị trong đạo tràng một ngày an vui và nhiều may mắn. À, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn chị Kim. Trước tiên thì tự nhiên xin tri ân nãy chị đã post lên, nhưng mà tự nhiên không có nhìn cái chữ của chị. Nhưng mà bây giờ nhìn lại khi phân tích thì đúng, mà khi đọc mình bị phóng dật, cho nên là đọc sai. Bây giờ trước tiên thì tự nhiên xin tri ân chị đã chia sẻ câu kinh Pháp Cú số 149, rất là quan hỷ. Và bây giờ để tự nhiên đọc lại rồi tự nhiên sẽ chia sẻ. Ya ni ma ni appatha ni alapune wasara rade kapo takka ni atti ni ta ni diso nakka rati. Cảm ơn chị. Thì như chị nói thì tất cả thì cũng đều ra đi hết. Nhưng mà có những người thì như chị đã nói trong cái duyên sự này, đề cập rất là nhiều về khía cạnh của câu pháp cú, rất là hay. Thì cái câu pháp cú này ám chỉ trái bầu, cái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu chúng còn vui gì. Thì khi Đức Phật đề cập đến diễn tả giống như trái bầu khô, mà cái mùa thu á, nó khô. Tại vì ở tự nhiên hồi lúc còn nhỏ đó thì thấy bầu khô rất nhiều. Tại vì ở quê Vĩnh Lộc có rất là nhiều người trồng bầu bí, nhất là bầu, và nó khô rồi nó theo năm tháng nó dần dần nó nằm ở ngoài mưa ngoài nắng. Thì từ cái nắng gió rồi khô, rồi từ từ mưa xuống, rồi từ từ nó sẽ rã đi. Thì khi đó thì Đức Phật ví như là cái thân của mình, cái thân của mình thì khi sinh ra và lớn lên nó cũng giống như trái bầu như vậy. Từ từ thân thì nó cũng đến lúc nó sẽ hoại đi. Đến khi mà có những vị tu thiền á, thì trong câu pháp cú này đề cập đến những cái vị tăng mà còn ngã mạn, có nghĩa là chưa đắc nhưng mà mình nghĩ mình đã đắc rồi. Thì Đức Phật mới kêu những cái vị này đến nghĩa địa đó, đi ra nghĩa địa đó mà xem. Thì ra đến đó thì mới những cái vị mà chưa đắc á, thì mới thấy được, mới thấy được cái tâm của mình lúc đó nó còn bị phiền não, nó cũng bị tham ái, luyến ái, cho nên là mới trở về để mà tu tập tiếp thì mới chứng đắc được. Thì trong cái thế gian này cũng có nhiều người là ái luyến, là tự nhiên có coi một cái clip cái người đó, vợ của ông á, là ổng thương quá, cho nên khi mà chôn rồi thì ổng ra ngoài đó ổng mới bốc về còn xương vậy, ổng mới ráp lại xong rồi ổng đắp thạch cao vô, rồi ổng tối ổng cứ nghĩ là
vợ ổng vẫn còn nằm bên ổng, và cho đến suốt tới bây giờ là mấy mươi năm mà nằm ở bên cái xác khô như vậy đó, họ họ thương cái ái, họ họ đâu có, họ cứ nghĩ là cái người này vẫn còn sống ở bên mình, là gọi là mù quáng, si mê, tối tăm, không có biết cái những cái người đó là do họ không hiểu, cho nên họ mới chấp thủ cái thân đó vẫn còn đẹp, nhưng mà thật ra thì chỉ còn cái xương và thạch cao thôi, đâu có gì đâu. Mà ổng vẫn ngủ chung. Rồi có nhiều người nhà báo, nhiều người đến mà phỏng vấn ổng lắm. Tới bây giờ trên mạng vẫn còn cái hình ảnh đó. Thì Đức Phật, khi mà Đức Phật đã niết bàn, thì Ngài chỉ để lại cái pháp của Ngài để lại. Bây giờ còn có hữu duyên nên mới còn học được những cái câu pháp cú như thế này, để mà suy xét, để mà học, để nhớ, để hành. Để Đức Phật chỉ để nói ra là thường khổ vô ngã chưa đủ, mình phải có, Đức Phật để lại chỉ có bốn tinh hoa, đó là vô thường, khổ vô ngã, niết bàn. Niết bàn là tối thượng. Thì bây giờ ví dụ như may mắn là cái quả địa cầu của mình được năm vị Phật, mà bây giờ bốn rồi, thì bây giờ mình làm như thế nào, mình nguyện như thế nào? Chỉ còn có một vị nữa thôi, mà còn rất là lâu, lâu lắm. Cho nên thì cũng như chị đã nói, cố gắng, chúng ta cố gắng tu. Khi mà tái sanh được làm người thì gặp giáo pháp như thế này thì mình cố gắng mình tu. Chứ còn mà như sư phụ của Tuệ Duyên hay rầy những cái Phật tử á, bây giờ có giáo pháp mà không lo học hành, cứ nguyện cho tôi gặp giáo pháp, mà nguyện miệng thì xa lắm, nguyện tu thì không có được, mà nguyện cho con chứng đắc A La Hán, thánh đạo, thánh quả, diệt tận phiền não, niết bàn. Mà tu thì không có được nhiều đó. Nay thì được chút, nghỉ học buổi, nghỉ ba bốn buổi, học ba bốn buổi, nghỉ năm sáu buổi, vậy mà cứ hãy lợi cha tăng thì rồi cho chứng đắc thánh đạo, thánh quả, diệt tận phiền não, niết bàn. Tự nhiên cứ nhớ mấy lời mà sư phụ cứ rầy, học không có nhiều mà cứ nguyện. Dạ, con đã thấy tín hiệu của Ngài. Ngài đã xuất hiện trước mắt rồi. Dạ, con xin có vài lời chia sẻ để mà đỡ mít chị Kim. Rồi xong, bây giờ đã còn mười mấy phút nữa. Dạ, con kính thỉnh Ngài trở lại. Ô, có Hồng Mai nè. Hồng Mai có thể chia sẻ về còn mười mấy phút. Hồng Mai chia sẻ 50 phút gì đi rồi mình thỉnh Ngài. Hồng Mai có nghe âm thanh của Tự Nhiên không? Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Vậy bây giờ Hồng Mai tiếp tục mình chia sẻ. Dạ. Rồi bây giờ Hồng Mai cầm mic đi nha. Tự Nhiên xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính lệnh lại Sư Trí Đức, kính lệnh lại Quý Chư Tăng, kính lệnh lại cô tu nữ như Pháp, Quý Tuệ Duyên, kính lệnh các quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, trong câu pháp cú 149, Ma Ni A Tát Tha Ni A La Bù
Quá xa đề ca po tất cả ni ác thì ni tà ni bi xoa na ca ra tí. Thì như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Thường là chúng ta hay dính mắt vì vô minh, chúng ta rất là dày dặt, khó được cái sáng tỏ trong cái việc nhận ra cái đời là những cái pháp xảy ra xung quanh chúng ta thường là nó vô thường, không có gì là thường còn, và chúng ta cũng qua đó mà chúng ta không có hiểu rõ và dính mắc vào cái bản thân, không hiểu rằng là có sanh thì có diệt, có tuổi trẻ thì cũng phải có tuổi già, và tuổi già thì giống như là một cái bầu khô lăn lóc. Và con cảm thấy là trong cái cuộc sống tới á, thì con thấy có người già rất là khổ, già yếu, kèm theo những bệnh tật, và nhiều khi á, có phước thì được con cháu chăm lo, còn nếu mà không có phước á, thì là phải tự mình chống đỡ với lại bệnh tật. Thì con thấy là bây giờ có nhiều người học về Phật Pháp á, thì người ta mới hiểu được cái tuổi già như thế nào, nó sẽ đến như thế nào, và người ta sẽ cố gắng người ta tu tập từng chút một. Còn những người, có những người khi còn sống thì người ta không có những tuổi già đang đến, người ta nghĩ người ta vẫn còn trẻ, người ta vẫn dính mắt vô cái bản ngã của mình, vẫn dính mắt vô cái bản thân của mình, làm những người vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ, vẫn còn đẹp. Mà không hiểu ra rằng là sẽ đến hồi chúng ta sẽ già nua, đau yếu, bệnh tật, và không có lo chuẩn bị cái tâm chúng ta để chúng ta tiến đến cái tuổi già như vậy. Thì theo cái kinh nghiệm của con đó, thì về pháp học thì con cũng không có là giỏi, thì con chỉ nghĩ rằng là phải như Đức Phật nói là trở về thực tại. Thì khi trở về thực tại á, thì con cảm thấy là cái thời gian nó không còn dài nữa. Trở về thực tại thì con cảm thấy không có còn cái sự lo nghĩ nhiều về những việc gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Và trở về hiện tại thì con cảm thấy là mình hưng phấn hơn, mình làm trọn vẹn những cái đang có trước mặt, những công việc mà mình đang làm. Thì trở về thực tại thì mình nhận ra có những cái điều mà chưa được trọn vẹn, như tham sân si nó như thế nào, và trở về thực tại, trở về cái tâm mình thì mình hiểu rõ cái tâm mình đang trong trạng thái nào, và qua đó mà mình áp dụng những cái mình được học qua những cái thực tế, và từ đó thì nó sẽ là tạo chúng ta cho một bài học cho chúng ta, để mà cái hành động, cái phản ứng của chúng ta đối với những cái tội nguyện và những cái bất tội nguyện trong cái thực tại thì sẽ được nâng cao hơn, sẽ được dần đỡ cái tham sân si, thở cái tham sân si đi. Vì khi chúng ta thấy nó, nhận chân ra nó, thì khi đó thì tức có sanh thì có diệt, mà chúng ta không dính mắc vào đó là của ta, thì chúng ta sẽ không bị được đuổi theo nó, và nó cũng không dính mắc vào cái cuộc sống của chúng ta. Và qua đó thì chúng ta cảm thấy là mình có thể vững vàng hơn trong cuộc sống. Và trong cuộc sống thì không phải lúc nào cũng có những người có thời gian rảnh, như con thì cũng đi làm suốt luôn, về thì rất là mệt, và cũng không có thời gian để học nữa, và học thì cũng không có vô. Nhưng mà con, khi mà con học thấy được những cái gì mà con được học, thì con sẽ đưa vào thực tế, thì con cảm thấy là nó hoan hỷ hơn, nó không có còn sầu bi khổ u não như hồi trước khi mà con chưa biết pháp. Thì con cảm thấy trong kinh nghiệm của mình, trở về thực tại thì sẽ giúp mình vui vẻ hơn, sẽ giúp mình có sự cứ phóng tâm về tương lai, hoặc phóng tâm trở về quá khứ, và
khi trong thực tại mà con cảm thấy mà cái việc gì nó nặng nề, cái việc gì mà con cảm thấy là khả năng là không được á, thì khi ở trong cái thực tại ngay trong cái thời điểm đó thì con chỉ biết con làm như vậy thôi, thì cái sự bất mãn, cái sự lo sợ của con trong con thì nó dần dần nó giảm bớt đi. Và con cảm thấy là Đức Phật nói rất là đúng, trở về thực tại thì tâm mình nó an vui hơn, nó không còn rúng động, nó không còn phóng dật, nó không còn lo âu nữa. Và qua đó thì chúng ta sẽ trong cái học hoặc trong cái việc làm của chúng ta nó sẽ rốt ráo hơn, nó sẽ tiến bộ hơn, mà nó không có trì trệ, nó không có làm chúng ta cảm thấy chán nản nữa, mà chúng ta cũng chỉ biết là hiện tại làm tốt thì cái quả tương lai nó sẽ tốt. Cũng như công việc, khi làm mình tốt trong hiện tại thì những cái kết quả của cái công việc của mình thì nó sẽ chắc chắn và bền vững hơn là chúng ta cứ phóng tâm vào tương lai mà không có ở đúng ngay cái thời hiện tại của mình, cứ lo âu như thế thì cái kết quả của công việc của mình cũng không có được toàn vẹn. Và cũng như vậy, khi mà chúng ta còn sức khỏe thì học được học pháp như thế, được thế nào thì chúng ta cố gắng phát huy thêm, và chúng ta cũng nên học, cũng nên áp dụng trong thực tế, chứ đừng nên học không mà chúng ta không áp dụng trong thực tế, không có sự suy tư, không có sự đối chiếu. Thì con nghĩ là nếu mà không có cái giữa hành, học và hành đó, mà chúng ta không đi đôi với nhau á, thì nó cũng không có mang lợi ích gì đến cuộc sống của mình. Vì vậy á, khi mà học thì cũng phải áp dụng và hành ngay, và cũng có sự tư trong những cái bài học mà chúng ta không vừa ý, và những bài học mà chúng ta vừa ý thì chúng ta phải rút ra được cái gì mà chúng ta đã học được trong những bài học đó, và chúng ta phải những cái mà còn sơ sót, những cái mà còn không được như ý, không được trọn vẹn, thì chúng ta cố gắng làm sao để mà coi như là phát huy những cái ưu thế chúng ta hơn, để những cái mà yếu điểm của mình nó sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng mà cũng không có đặt nặng vấn đề là hoàn hảo, mà biết rằng là ta làm như vậy trong hiện tại, cố gắng bằng cái khả năng của mình, đừng có so sánh với người khác, chỉ bằng cái thực tại của mình, bằng khả năng của mình. Thì con nghĩ là thì cái công việc hoặc là những cái việc học của mình nó sẽ nó tiến triển hơn. Và tuổi già thì cũng đã đến, nên người già chúng ta cũng phải hiểu biết, chúng ta phải ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Vì thế chúng ta phải thận trọng hơn trong cái lời nói, trong cái công việc của mình, để mà những cái bất thiện nghiệp của chúng mình nó càng ngày nó càng suy giảm đi, mà ta sẽ có nhiều thiện nghiệp để chúng ta mang theo trong cái kiếp tương lai. Và khi trong tuổi già và gần đến cái sự chết thì chúng ta sẽ không có sự hỗn loạn để tâm chúng ta bị xáo động mà đưa đến cái cõi khổ, khi chúng ta kề cận ở cái thời điểm cận tử nghiệp. Và tuổi già thì chúng ta chấp nhận cái việc đó, bởi vì nó là như vậy, mà chúng ta phải đối diện với cuộc sống. Có trẻ thì cũng phải có tuổi già, và tuổi già thì sẽ đi đến sự chết, và sự chết là sẽ có một sự sống sau nữa, mà chúng ta không nên là lo âu phiền não quá, và lúc nào cũng phải quán cái chết hơn khi mà đối diện với những cái bệnh tật ở trong tuổi già, đối diện với cái thần chết đã đến gần. Dạ, con chỉ có những cái kinh nghiệm như vậy. Dạ, con xin góp ý với đàn, và có gì sơ sót xin sư Trí Đức và các bạn hữu góp ý giùm con. Dạ, con xin cảm ơn, tri ân sư Trí Đức, kính tri ân đạo tràng. Dạ, con xin sư mít ạ. Dạ, con kính thỉnh sư Trí Đức cầm mic ạ. Alo, 123 123, quý vị nghe rõ không ạ? Xa tôi
nay nói về sự chết. Những vị tỳ kheo nghĩ rằng mình đã chứng đắc, nhưng mà thật sự tâm của phiền não khi gặp những bộ xương đó thì mới khởi lên cái tâm mà coi như phiền não ái luyến, và khi đó mới thấy rằng mình máy thú quá luôn rồi. Hết thú chưa? Nghe như còi tàu ha. Rồi một người máy hú quá luôn, người coi như cái còi tàu hết rồi. Ở đây chúng ta nghe cái câu nói như thế này: chính chuyên chết cũng ra ma, mà lẳng lơ chết cũng đưa ra ngoài đồng. Thì bây giờ chính chuyên là ám chỉ cho thiện, mà lẳng lơ thì ám chỉ cho ác. Thiện và ác cuối cùng của cuộc sống là chết, nghĩa là trước sau cũng chết. Không chết già thì cũng chết, mà chết già thì không có người coi như là thương mến ha, nhất là những vị tỳ kheo này. Mà chết trẻ lại còn than thở, nghĩ sao chết sớm quá vậy, chết trẻ quá vậy, thấy tiếc. Thì bây giờ già trẻ gì cũng chết hết, mà đã đi ra tha ma một địa hoặc là một cái chết của một người để cảnh tỉnh biết bao nhiêu người. Đó là trường hợp của nàng Sirima. Nàng Sirima này đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Vương, nhưng mà tại sao không cho đem chôn, tại sao không cho đem đi thiêu, mà để sình lên ngày thứ tư, sình lên dòi bò tùm lum như vậy rồi mới rao. Khi còn sống một ngày một đêm đối với nàng kỹ nữ này 1000 đồng tiền vàng, vậy thì ai muốn lấy cái xác của nàng Sirima này không phải là một ngày một đêm mà lấy luôn, chỉ cần chung ra 1000 đồng tiền vàng, chẳng có ai lấy hết. Rồi xuống 100, rồi xuống 10 đồng, rồi xuống 10 đồng, rồi một cắt một xu cũng không ai thèm đấy. Khi mà còn sống thì người ta theo đuổi ha, vương tôn công tử, nhưng mà khi đã chết rồi sình bỏ rồi nó bò bú xua vậy thì không ai chịu nhận cả. Thì cái chết cũng là cái chết, nhưng mà ở đây một vị thánh tại sao mà đem ra để nhắc nhở, để thức tỉnh. Và Đức Phật nhân cơ hội này đã tế độ được 84.000 chúng sanh, 84.000 chúng sanh để chứng đắc thánh quả. Thì như khi nãy Sư Kim nói, Đức Phật là một bậc thiên nhân chi đạo sư, là thầy của chư thiên và nhân loại, cũng là Purisadhammasarathi, là người mà đánh xe để chở những người hữu duyên về biển giác, tức là điều ngự trường phu, tế độ cho những người hữu duyên lên tế độ, cũng dùng cái chết để mà cảnh tỉnh. Cái chết của nàng Sirima cũng dùng những cái bộ xương như là xương trắng bồ câu, xương có màu trắng giống như lông chim bồ câu xám bạc, để thức tỉnh cho chúng ta thấy con người trước sau cũng chết. Nhưng mà cột chết để da, người ta chết để tiếng, mà cái tiếng đó là tiếng thơm hay là tiếng thúi. Và cái chết để thức tỉnh chúng ta bỏ bớt đi những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não, những cái khổ đau, để cái đời sống của chúng ta được an vui trong hiện kiếp này. Như là Sức Hồng Mai vừa nói, trong hiện tại từng hơi thở và chúng ta cảm thấy an lạc, đó là chúng ta tu rồi ha.
chứ không phải là chúng ta chấp thủ trong cái việc muốn và cho rằng tôi thế này, tôi như thế kia. Như các vị thị kiều đó đã đắc thiền và nghĩ rằng cái thiền đó là mục đích cứu cánh và chấp vào cái thiền, nghĩa là tu tức là buông bỏ, không có trước vào một cái gì hết. Có như vậy thì chúng ta mới cảm thấy an lạc. Chứ còn chúng ta mà cứ ôm cái này mà chấp cái kia thì tâm của chúng ta luôn luôn bị chi phối. Rồi, sa thủ Sít Kim nè, Cô Tu Nữ Tự Duyên nè, rồi Sít Hồng Mai, quý vị đã đi sâu đề tài. Và đây cũng là những cái bài học để chúng ta suy ngẫm về cái đời sống của chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta cũng phải nằm xuống, như cái bài mà năm điều quán tưởng, để chúng ta cảm thấy rằng cái mạng sống này rất là bấp bênh, rất là mỏng manh. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng vào cuộc sống được sự an vui hóa, xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành phúc hóa rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete nasacchawacce nasotibo hô tu sabbada. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội.